Alo, Alo ạ. chú gì chú đầu đọc phải không? Dạ đúng rồi. Mô Phật, Hô tôi Phật. điện hồi sáng với chú có những cái điều mà tôi uất ức, mà chú thì tôi có nghe cái YouTube của chú nói chuyện nghe có lý quá, thành ra chú cho tôi cái trao đổi. Tôi ở Đồng Nai, hôm nay tôi 70 tuổi rồi. Về cô danh nói chuyện về cô danh á. Chú thông cảm, chú nghe chút xíu nha. Dạ rồi là cứ chia sẻ Chú cũng khỏe, đi ạ. tại vì chú cũng cất cái am. Hồi đó chú cũng ở chùa 10 năm ở thành phố, rồi chú về cất cái am ở riêng đây rồi, thì chú cũng không muốn dính vào cái chuyện của thế gian. Như thấy về cái câu gen đó thì bây giờ nó ngắn gọn một cái đoạn đầu, tại vì chú cũng hiểu rồi. Chú nói rất đúng chứ không có sai, thành ra tôi mới dựa vào cái YouTube của chú để tôi nói với chú này rõ hơn. Lần này mà gặp cái sư cô này thì tôi có điện cho Phi Thiên Ân, như Phi Thiên Ân không bắt máy vì cô sư cô này có những cái điều lạ. Sự thật là như vậy chứ không phải ngày nay tôi mới dựa vào tôi nói. Một là cho uống nước chứ không phải giới thiệu nước tương gì đâu. Thì cô này có một cái ý đồ trước rằng là cô sẽ gặp cô Jen bọc tiền bạc, trong khi cô Jen nổi tiếng. Thì trong cái nước này thì bây giờ nói thẳng là cô Jen và trường này bị cô này bỏ bùa rồi. Thì bây giờ cái sự này là quấy loạn lên cái đám YouTube của mấy anh em ở dưới, bị loạn luôn, có khi cả thù quán với nhau, lộn xộn rồi đó, cho chúng biết không, phải không? Rồi mất tiếng trường, Jen mất tiếng luôn. Nhưng cái cô này quá độc ác, tại thấy cặp mắt của cô lần đầu tiên, với hơn nữa là lấy tay của cô Jen mà chập với nhau đó, rồi cho uống nước đó, thì tôi thấy rằng cô này có ý đồ chứ không phải người đàng hoàng. Chứ đừng có nói là mặc áo sư cô chứ ai mặc không được, phải không? Mình học tùy theo người chứ mình không có nói là cái tôn giáo, mà mình nói theo người hành động thôi. Đó. Như chú nói là giờ mua áo mặc cũng được, có gì đâu. Thành ra bây giờ cái ngắn gọn là bây giờ tôi khuyên chú làm sao. Một là chú lên mạng, tôi không phải vì binh vực cô Viên và trường, và anh phải lên mạng nói rõ sự thật này là lý do. Chứ trường với cô Viên không thể nào có cái chuyện này xảy ra, như là bị bùa rồi. Bây giờ làm cách nào đây? Chú gặp mấy người lớn tuổi 60 70 tuổi, chú hỏi cái vấn đề bùa nó như thế nào. Dạ Nếu đúng như rồi, mình gặp mình bị mình cũng không biết nữa. con rất lời chú thế nè, rồi tối con có gọi cho cái ni cô giả này, gọi là ni cô giả nha chú ha, tại vì mình nói ni cô có công ảnh hưởng tới những sư thầy và ni cô khác đó, thì gọi thì nói là cô đang bị dính bùa của thằng trường, và hiện tại cô đang đi ở ngoài Phan Thiết để mà gặp năm bảy thầy gì đó để mà cho nó an toàn và giải cái bùa đó, đó là dính bùa Campuchia của thằng trường. Thì 9 giờ con sẽ đưa cái clip này lên. Vậy có chú nghĩ sao là nó trường nguy cô giả này dính bùa của trường? Thấy không, bây giờ bà mở lên bà chặn đầu, mày thấy không? Nói giờ bây giờ hỏi như mấy chú làm gì biết cái đó là bùa, mà tại sao đi chặn đầu trước? Như đều có điều cái gì nè, có tịch thì nhúc nhích thôi. Vậy là bà này ra Phan Thiết chuột bùa ở ngoài Phan Thiết rồi. Chứ bây giờ chú nghĩ đừng có bùa, mà bùa làm gì bà, phải không? Trời ơi. Thành ra là bây giờ tôi nói một câu này, cô chú phải giải dây giùm hai em này. Hai em này bị quan đó, bây giờ giải dây nhất là phải cho thằng Trường hai nè, và cô Vinh hai nè, cho cộng đồng mạng hai nè. Bây giờ làm sao tìm cách anh em nếu thương Vinh và Trường nên giúp đỡ làm bằng cách nào để đi giải cái vụ bùa này ra là xong chuyện. Chứ bây giờ lên mạng tiêu sạch trơn rồi, lúc đầu quá ngon bây giờ tiêu sạch trơn vì chút xíu đó. Tại vì Chú thấy chưa? cũng từ lúc mà cái Nico giả này xuất hiện là nó không sầm nó chứ.
Thì tôi thấy cái lúc đầu mà không biết trong mấy ngày mà tôi thường coi hôm mà cái đầu tiên cô Duyên ngồi ở Trà Vinh ngoài lộ bán vé số tới nay mà. Dạ. Yeah. Thật sự là tôi rất nể phục. Chú có coi được cái đoạn ghi âm mà Nico giả rồi không chị Ben đâu? Không ôm không có luôn đâu. Có luôn ôm luôn. Thật, chú cảm nhận được những cái lời nói, những cái đoạn ghi âm nói như thế nào chú? Không, cái tôi coi cái đoạn nào chú kể lại. Ôm hôn hả? Nó ôm hôn rồi, nó giống như mẹ không con, rồi chị Ben đâu có chịu đâu. À, rồi Nico này nói là giống như mẹ không con không mẹ, và kêu chị Ben nằm xuống và đưa hai tay rồi cái tay để đó, 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 đó. Rồi về nhà bà ngoại Duyên nói rằng hồi xưa kiếp nhiều kiếp trước cô đây là con của bà già xạo. Rồi. Bà tu mới 7 năm mà bà bên sư cô mà bà tài gì chỉ có nằm bên hàng căn mới biết thôi. Rồi. Tôi nói thiệt với chú, tôi không có phe tài mà chứ tôi không có nói tên đâu. Rồi. Cho nên con hỏi chú hồi nãy chú nói là chú có tu trong chùa 10 năm hả chú? Tôi ở chùa ở Hóc Môn, chùa mà chùa Đắng á. Dạ. Chùa Đắng ở Hóc Môn á, ở ngã năm chuồng chó mà ngã đi vô đó. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Tôi ở đó luôn 10 năm trời tôi mới về đây nè. Dạ. Yeah. Thành ra bây giờ rồi chú ơi, tôi biết trước cái cô Duyên này nếu mà mấy chú không chận trước thì cô Duyên phải bị nạn thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ là ai làm sao dẫn đi, ai làm sao đây? Yeah. Biết trước mà. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy luôn. Nếu đi mà cái cơ chánh pháp đi cao quá là phải bị nặng. Yeah. À. Như mà nếu biết thì cái người nào mà cận kề để giữ. Như bây giờ biết cái nạn nào bây giờ theo giữ kèm thôi. Có nhiều như điều cái không ai theo trên tội nghiệp cho cô. Bây giờ có nhiều người gọi nói con là trường là vô cận cẩm giống như là hộ pháp cho chị Ven, như vậy có đúng không chú? Không, đừng có biện hộ gì hết. Tôi nói bị bùa là bị bùa thôi, đừng nói sao cũng được mà như điều đừng có lý do gì hết á. Bây giờ gỡ bùa ra được là hai người bình thường trở lại như ngày xưa thôi, không có gì đâu. Thì lúc đầu con nghĩ bây giờ tôi hỏi chú cái nè, bây giờ trường á. Yeah. Đi YouTube ở ngoài xã hội biết bao nhiêu người đẹp. Yeah. Thấy chưa? Mà tại sao cô Duyên hai đời chồng hai con rồi mà bây giờ nhập vô là sao? Dạ. Yeah. Ô quỷ này nó quậy cho uống bùa thương. Dạ, yeah, thì lúc đầu con cho cái bùa thương đó. Dạ. Yeah. 40 tuổi còn quất cái thằng 18 được mà. Dạ. Yeah. Thế thầy chú nghĩ là nói là mình đi cô giả này là làm bùa rồi uống dính vô cái bùa của bùa yêu của cô này là đúng không? Bà này bà tới một điều thứ nhất là cô Duyên nổi tiếng. Dạ. Yeah. Thứ hai là Mạnh Thường Quân. Nha. Yeah. Bây giờ cô này thì cô bóng hay gì đó tôi không cần quan tâm đâu, như cổ giả. Đá hình nhảy vô, điều thứ nhất là làm như thương yêu dữ lắm phải không? Dạ. Yeah. Nước uống này kia ra giá 200.000 một chai phải không? Ý là quý thương lắm mới cho uống đó. Yeah. Như cái bữa đem ra cô Duyên uống trước, cổ uống thì đâu có sao. Yeah. Còn đem ra vô chén của mấy chú tipper này có uống nữa nè, mà không biết thằng nào nằm trong đó nè. Yeah. Ừ. Như điều thằng Trường này nó cũng rất hiền, nó cũng là cái đàng hoàng đó. Chứ không phải tự nhiên nó như vậy đâu. Yeah. Tôi nói thẳng luôn. Thì bây giờ là chắc phú rằng 100% hai người này bị bùa của cô này bỏ. Yeah. Chứ đừng có chưa trơn có phản pháo của nó là đi ra Phan Thiết. Thế vậy là bà còn nói cái gốc của Phan Thiết nữa. Yeah. Không? Là nói rằng Trường bùa Campuchia về chơi bà không có đâu, bà này bà xạo. Yeah. Thì chính giờ con đưa cái clip này lên, cái clip mà của con cũng là con nói chuyện với Nico chút. 9 giờ. À. Dạ. Con đưa cho mọi người biết luôn. À. Dạ. Rồi bây giờ cái chuyện này thứ hai, nếu làm không sẽ thì bây giờ nhờ nhà chính quyền, y như tôi nói, tôi hồi sáng tôi có nghe một cái clip của cái bà này Tây Ninh nói cho cái chú Thành chú gì đây, dạ. Quên rồi. Đó. Y chang như vậy bây giờ phải lo gỡ bùa. Phải đó chậm. Dạ. Rồi nhờ chính quyền người ta có gì chính quyền người ta giải quyết. Yeah. Thì bà này vậy là bà đi chuột bùa ở Phan Thiết rồi. Dạ. Yeah.
Trời ơi, bạn bè của tôi đây mà tôi còn biết rằng nó đi chuột bùa, nó về nó làm tiền cái này chú ơi. Dạ. Yeah. ghê lắm, không tầm thường đâu. Dạ. Yeah. Thôi chú, bây giờ chú gặp mấy ông già già, chú vô, chú ngồi, nhiều ông, có nhiều ông biết. Khoảng cỡ chừng 70-80 tuổi thì mấy chú hỏi, mấy chú cái vấn đề bùa sao, rồi có khi mấy ông biết, mấy ông kể cho chú nghe. Dạ. Yeah. Thấy không phải đơn giản đâu. Dạ. Yeah. Chỉ một lời nói, uống một miếng nước, nắm cái bàn tay là xong rồi. Yeah. Thôi bây giờ chú ráng cố gắng thôi, bây giờ tôi nói chú như nè, để cứu hai cái người này, rồi cái chuyện gì tới đâu nó hay tới đó. Yeah, thôi mình bây giờ sự thật nó là như vậy, 100% tôi chắc chắn, tại vì tôi xa quá tôi không về dưới được. Yeah. Chứ tôi cũng tức tối mà tôi thấy cái cảnh này tôi không thể nào tôi ngồi. Yeah. Dạ, tôi ráng điện cho mấy chú, mà chú nào có quân tử công minh như chú mới điện, chứ còn cái tùm lum tôi không có điện đâu. Dạ. Không có phe phái. Dạ. Tại vì mình nằm ở ngoài mình sáng suốt hơn cái người nằm trong cuộc, chú biết không? Dạ đúng rồi. Mình nhận được, tôi thấy tôi nhận từ cái lúc đầu mà. Dạ. Để tôi thấy tôi đó rồi, chết rồi, cái bà này có chừng gặp mắt bà lao lịa trồng trắng xong. Dạ. Cái trọng trắng là cái người ác đó chú ơi. Dạ. Dạ. Chứ thằng Trường, đừng có nói thằng Trường đi Campuchia làm bùa bả, không có đâu. Bả chơi phản trước á, bà phản trước cái chú hay đó. Dạ. Bà này bà quỷ quá. Chính giờ chú vô. Vậy là bà này đi Phan Thiết, bà chuột bùa ngoài Phan Thiết. Dạ. Rồi, tôi nói đúng luôn. Dạ. Tại bà hở miệng bà nói Phan Thiết mà. Dạ. Thì chính ở ngoài chính giờ, nhiều thầy chú chính giờ chú vô coi cái clip tôi con sẽ chính giờ con chiếu, chú chính giờ chú vô chú coi ủng hộ con đưa lên cho cộng đồng mạng biết luôn. Chín giờ này anh. Dạ, 9 giờ chuẩn bị tới rồi đó chú. Dạ. Bây giờ tôi nói chắc ăn bây giờ vậy đó nghe chú. Dạ. Ráng con bây giờ cứu đi. Dạ. Để tôi nghiệp Trường. Dạ. Tôi nghiệp cô Gen. Dạ. Mà không ai biết chuyện gì rồi nội bộ trong YouTube bây giờ như Thiên Ân. Phe phái bên kia bây giờ hai phe có thể là xảy ra những chuyện lớn, chuyện đổ máu. Yeah. Rồi thôi vậy thôi. Yeah. Bye bye. Bữa nay làm tôi làm cho cái chuyện. Chúc mọi người chú sức vui vẻ, gia đình sức khỏe. Mô Phật. Dạ mô Phật. Cảm ơn chú. Dạ. Ráng làm chuyện mà có đạo lý chút xíu đi. Dạ. Cảm ơn.